Hải Audio mến chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay mình mời anh chị thưởng thức cái màu âm của đội Antech Lanshin 879A. Trong clip trước thì mình chưa test được âm thanh, mình đã quay ngoại hình, nội thất của sản phẩm này để anh chị xem rồi. Từ A tới Z là chuẩn chỉnh và đẹp, không có gì để phàn nàn về cái sản phẩm này luôn. Antech họ đưa lên đây hai driver, cái giáp ở bên trên và cái quả bát full range 40 phân ở bên dưới. Rất là dễ phối ghép âm ly nha, chỉ cần một cái âm ly đèn cỏ rẻ tiền là đánh chất âm rất tốt luôn rồi. Đây, mình sẽ đánh vào âm ly Pioneer C200, công suất gần 20W một kênh thôi, đây là dòng bóng đèn. Nhưng mà đánh rất là tốt cái đôi loa này nha, chỉ có 9 triệu con âm ly này thôi. Đôi loa này Antech họ làm rất đơn giản nhưng mang lại cái hiệu quả phối ghép rất là dễ dàng và cho ra chất âm rất là tốt luôn. Nếu mà anh chị nghe hay, đừng quên ủng hộ kênh Thái Audio bằng cách bấm nút đăng ký nha. Xin mời anh chị thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm này. Thank you.
ánh nắng trên dòng nước Khô Liêu. Và chị